ជំនួបកម្ពុជាក្រុមប្រទេសសេ80បានចាប់ផ្ដើមបើកទ្វារជាផ្លូវការហើយកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជំនួបកម្ពុជា80ជាវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រមូលផ្ដុំដោយក្រុមប្រទេសអ្នកមាននិងប្រទេសកំពុងមានសេដ្ឋកិច្ចរីកលូតលាស់ថ្មីដែលតំណាងឲ្យ80%នៃផលិតផលដុលពិភពលោកជំនួបកម្ពុជា80មាននីតិផ្ដោតសំខាន់តែពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែក្នុងកលៈទេសៈសង្គ្រាមឆ្លៀនពានអ៊ុយក្រែនដែ
chia mình phốt vì nị dưới bị bánh hà sẽ tất cách nâng xoắn tập hiếp nâng không bị phốp lộ nụ tê. Mẹ đặc nô mà còn bảo tìm mình sẽ tất cách lụt loa chiến kê nâng không bị phốp lộ bàn chụp bảo chung khía nâng không chụm lộ cầm bùl ở dê mà phấy đại bạc xâm phốt chụp lời ca nâng ngay nâng tọa bà lì bảo tìm ảnh đô nì gì. Ta xâm nông rương ở vây khá bộ phá đại nô mốc kế nâng không chụm lộ cầm bùl dê mà phấy nâng tọa bà lì bảo bảo tìm ảnh đô nì gì nì bàn. Chắc phí rã nâng không cả đại tìa sạng đại bị phốp lộ cầm bùng tại bảo chôm tên nâng vị bạc sẽ tất cách đào thói cáo cùng bảo thông bảo phốt đại cầm bảo tìm dê mà phấy trời ta bị phía xa chỉ át tập hiệp nâng bế đi cứ bảo nhà hát ạ xanh được sọc sử biến đại bản đa làng một phần nách đại xa tại sân kriêm nước Ukraine. Bản tỏa mốc cầm bảo tìm dê mà phấy nâng trời bị phía xa bị bảo nhà hát môi trầm nguồn xây tiếp đại cầm bùng tại bạc bó đó sẽ thay đập hiếp sẽ tất cách bị phốp lộ đồ chìa bảo nhà hát tham bảo lãng thái vị bạc hay lãng mặt hai nó bị bắt bạc bầm nơ, trong cái cứ chùm hoa rồi bỏ cơm bởi tên xe mập hay phía rạ, nó không nông xâm nằm rương bài bố lạc cắt thiệt. Tiếp tốn tên nông bài nhà hạ ạ xanh được sọc biên phía rạ, cơm bởi tên xe mập hay cứ trời bắt xâm khán tự lưu cách bởi biến, đây bị cả nóm tranh xe xe lây rồi bỏ ôi kren, đà rồi xí tiêu tệ bàn cùng bìm, lên cổ rụp ăn vật chạp tăng bị thay xa trong sắp đá này. Số mình chạy thang này khám ca xâm rộp xâm rúa rồi bỏ ăn ca xạ phở chi chết, hỏi mình tu kì chi ở nhà cảnh đá, rục xí cứ thọc bàn dơ bồm cho hạt lệch hà từ lời cạch bồm riêng, đại bác phá lời ở kê nôm chanh sơ xa lệ Ukraine bồm màn mập hai liền tán, chanh bi cầm phong phai Ukraine. Chuyện thân nô một vinh phải đạ kê có tơ tại nôm chanh sơ xa lệ rục xí phong này. Có bản tài là hôm đó bởi ní xe dưới lấy cớp thu nhật chiều bảo đồ xí mình trời bàn nôm chanh chạm đặt đá từ bữa thả cầm hôn bảo đồ tế đại khách chọc tổn đặc cao bảo Amit hỏi nâng rốc quý bạc đề xác mình đặt chuyển chung xe dưới lấy bảo đồ xí nữ tì. Đại xa tệ rủ ní cứ tự bàn chiều đồ xí nâng lên trong cổ lục kịch bảo đồ riêng đại bác lời xâm đạp ca nôm chanh xe dưới lấy ôi kran tốt tự tiết. Vì bác bác bằng nơi phía đã có chiếc xâm nông rừng xâm khăn mỗi đá nếu không chống lúc công phu dưới mập hay và tạm sẽ tạo vệ miễn. Ám đất công phu thì trong bằng chỗ bởi tế xâm mà chắc mà dưới mập hay đang bay tới xâm ra bằng tốc bằng nơi rồi bác công bởi tế cây cỏ. Cô đang thả đời xa tại sân khiêm rồi xì chuyên biên ổi kháng bởi tế căn tài trang nơi không bị phục lúc đại công phu tờ rút bởi đất đời xa tại bị bắt Covid hỏi nút cứ trời thật lạc luôn căn tài cây cỏ hai nâng chốt bằng nơi mùi tròn bằng thảm tiết đời xa tại bị bắt tham ở bộ làng thái hai nâng tùm ninh làng thái. Còn bằng tài bởi ta mình trời ám đích đại sông mình bằng chân chung phía rạ miên bởi tế mũi đàn ái lực đáy mình prom bằng thu bằng thoi bởi bằng nơi bằng bởi tế cây cỏ. Mình trời ám đích trong tùm nông trong lý do bởi tế chân đại chi mà chắc bằng nơi thông chi kê nơi không bị phục lúc hai đại chân trong dục bằng hạ bằng nơi tôi thua chỉ chân nông đâm bây bằng rừng ông này bọc luôn tới lơi sự tích phục lúc. Nhi dưới em bị bắt thăm bộ làng thái vinh cổng bởi tế dưới mà phấy gọi trời tại viện xá chứa mùi nâng bằng đa bởi tế phật đến đôi chi bởi tế Ả Rập bị xa đến trên đám bề rạ đại mê rịch bật nông rịch miên vật miên châu rung bởi chùm. Ả Rập bị xa đến ít cứ bàn rông cà rì con thăng tỷ ám rịch thạc ông phong tài rung đai chứa mùi nâng rô xí đòi tạc đề xác mình prong bằng can ca phá lất đai chứa hạt phù ở bình can tài lãng thay cấp bọc nâng nông bị phục lô gặp hề rạ. Trong rừng đã xâm đại đạo tổ rưu sĩ đại đế tế bộ phá. Chắc phía đã chấm lúc công phu dưới mập hay nực cọc bà lý thua láng nực nông bà lý bọt mũi đại bộ lúc công phu tại tàn tăng hai nâng bệnh chá khí nha khăn đòi xa tại sân kiếm rưu sĩ truyền tiên Ukraine. Bộ thị này tập đại Ukraine lúc dưới đơn ký phụ tòa đã thay lãnh tàm xa nâng sạch video tại căn mê đặc nông cổng bộ tình dưới mập hay nơi thằng ảnh kín cứ bàn tìm tì ở kệ đã xâm biết khăn làm bày ở rưu sĩ nâng bệnh chốc chiếc bàn toán sân kiếm đọc bằng phách bằng phát nơi bộ tình Ukraine. Chấm lại cổng bộ tình lục hàng lệnh ảnh hồn cây trong dốc ở Vetica chấm lúc công phu dưới mập hay làm bày ưu tiên ảo bởi tế xe mà chắc chưa bị xe mà hàm là chân hơi nâng đưa ta mà đón ở trên mức cao tố của Russia bị bột hạ chân gần lâu mô phía rạng mình bán cao tố sang kìm truyền tiên Russia nơi Ukraine hơi chân còn nơi tôi tự vĩnh cực bán sức đây bằng tốt bởi tế lục hàng lệch đại đạo tôn là căn tế lô Russia. Có bằng tay nơi không chống lục công phu dưới mà phải lực nghe phía rạng chân mới tới hạ đôi chỉ bằng hai chống hô khuyết ngại bằng tất vì Russia nơi tế đầy lô bật thiên nơi thập đầy chân si chính tính bàn lãng thay thạ chân cư bởi trang đặc hạ tình năng cao dốc rương tham ở bộ hai năng tăng hạ biến như một thuê chi ạ vật. Lục xì chính tính cư nợ bàn chính một phòng đá bởi trang tình năng cao cùng riêng lưu có cao pra ạ vật này khá lẽ tạ
ដោយសារតែអតិពលហើយនឹងអំណាចរបស់ចិននេះដែរភារៈប្រធាននៃតំបន់ចិនលោកស៊ីជីនពីងគឺត្រូវបានគេស្វែងរកជួបគុកគ្នានៅកោះបាលីនៅក្នុងចំណុចជាមួយនឹងប្រធាននៃតំបន់បារាំងលោកស៊ីជីនពីងក៏ត្រូវបានសមាភិកីបារាំងនិងអំពាវនាវផងដែរឲ្យទៅនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលលោកប្រធាននៃតំបន់រុស្ស៊ីលោកពូទីនឲ្យត្រឡប់មកចូលតុចរចាហើយនឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនចំហរបស់ចិននេះគឺសំខាន់ណាស់ភារៈសម្រាប់ការចេញសេចក្
ក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលូស៊ីលោកសេហ្គេឡាវហូវបានដំណាងឲ្យលោកប្រធានាធិបតីពូទីនបានលើកថាក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចនឹងកំពុងតែដាក់សម្ពាធនយោបាយឲ្យគេចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសរុស្ស៊ីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំហ្សេវ៉ាង់ ជាមកផៃសំទោសសេចក្តីព្រៀងនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់យីមកផៃដែលអ្នកកសែតបានទទួលការពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះភារៈគឺមាននយោបាយពីការថ្កោលទោសរបស់ប្រទេសសមាជិកជាច្រើនរបស់យីមកផៃទៅលើសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងតែគម្រាមកំហែងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែបើតាមប្រមុខការទូតរុស្ស៊ីគឺថាការប៉ុនប៉ងថ្កោលទោសទម្លាក់កំហុសទៅលើរុស្ស៊ីថាជាអ្នកធ្វើឲ្យពិភពលោកជួបវិបត្តិស្បៀងហើយនិងបាត់បង់
chá có bàn tay cứ phía kia Ukraine nổ tế đại bác đến xét mình trong cho chá chứa mùi nâng Rossi. Bà tạm phần một cả bộ tế Rossi đã đá, Ukraine cứ bàn đạc xâm nào chứa chán đá Rossi mình ai tự tui dọc bàn. Lúc là vô hợp ở phía rạc mình bàn dương ớt thật cao xâm nào của Ukraine nó mình ở vầy tế có bàn tay lúc còn tên nhiệt hà lúc bàn dục bằng hắn tự bạp phía kia bà răng hơi nâng à lòng mong rồi hơi ở phía rạc. Ô quân chương bộ phà xâm rạp bọt on trà cung nhiệt trình đi.